Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Kính chào quý vị và các đồng chí, rất vui gặp lại quý vị và các đồng chí trong chuyên mục Quốc phòng toàn dân tuyên quang kỳ 1 tháng 10 năm 2024. Thưa quý vị và các đồng chí, để chuẩn bị chu đáo về nơi ăn nghỉ cho các đoàn về tham gia chương trình quân khu số 1 thách đấu năm 2024 được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang vào những ngày cuối tháng 10 năm 2024. Sáng ngày 19 tháng 10, Đại tá Đặng Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị tại Trung đoàn 247 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra công tác bảo đảm nơi ăn nghỉ cho các đoàn, công tác bảo đảm vệ sinh, môi trường, kết nối mạng Internet, công tác bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật và một số nội dung khác. Qua kiểm tra, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh vòng một lượt về quân khu số 1 thách đấu năm 2024 được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang là một vinh dự lớn. Số lượng vận động viên và đại biểu dự chương trình đông, do đó công tác chuẩn bị phải thật sự chặt chẽ, chu đáo. Đồng chí yêu cầu các cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Trung đoàn 247 theo kế hoạch đã được phân công phải phối hợp chặt chẽ trong quá trình chuẩn bị, nắm chắc thành phần các đoàn đại biểu dự chương trình, tổ chức đón tiếp chu đáo, hướng dẫn các phương tiện đưa đón các đại biểu và các vận động viên theo quy định, làm tốt công tác cổ vũ thao trường để chương trình diễn ra theo đúng kế hoạch và đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Mới đây, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện cuộc vận động quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông giai đoạn 2020-2024, gọi tắt là cuộc vận động 50. Thiếu tướng Hà Tuấn Quân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật Quân đội Nhân dân Việt Nam dự chỉ đạo hội nghị. Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác, Phó Tư lệnh Quân khu, trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động 50 quân khu chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang có Đại tá Đào Toàn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động 50 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thủ trưởng và các cơ quan chức năng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện thành phố, Trung đoàn 247. Báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động 50 và các đại biểu tham luận đều khẳng định 5 năm qua, Ban chỉ đạo 50 các cấp thường xuyên được kiện toàn và làm tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy tổ chức, triển khai thực hiện, chủ động xây dựng kế hoạch, kịp thời điều chỉnh, bổ sung nội dung, biện pháp sát, đúng, phù hợp với thực tế, triển khai xây dựng và duy trì thực hiện đơn vị điểm vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, gắn với thực hiện cuộc vận động 50. Thay mặt cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 50 Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Hà Tuấn Quân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật phát biểu làm rõ mục đích, ý nghĩa, vai trò quan trọng của cuộc vận động 50, ghi nhận, đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc vận động của quân khu, định hướng một số nội dung, giải pháp để quân khu vận dụng sáng tạo trong thực hiện giai đoạn 2025-2029. Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã tặng cờ cho hai đơn vị tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động 50, trong đó có Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang và Đại tá Đào Toàn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang. Vinh dự được tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động 50 giai đoạn 2020-2024. Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức bình xét thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2024. Đại tá Hà Đình Khiêm, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đồng chí là thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Hội nghị đã tập trung đánh giá toàn diện các mặt công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2024 của lực lượng vũ trang tỉnh và nhấn mạnh công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2024 trong lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện toàn diện, chặt chẽ, đạt kết quả cao. Các cơ quan đơn vị thực hiện tốt nội dung, chỉ tiêu thi đua, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật và tham gia các hội thi, hội thao ở các cấp đều đạt kết quả cao. Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thống nhất đề nghị khen thưởng cho 44 tập thể, 162 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2024. Ngày 19 tháng 10, Cục Chính trị Quân khu 2 đã tổ chức giao ban trực tuyến công tác đảng, công tác chính trị.
quý 3 năm 2024. Dự chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu, Đại tá Khổng Đình Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang có Đại tá Hà Đình Khiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thủ trưởng các cơ quan chức năng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chính ủy, chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố, Trung đoàn 247. Báo cáo hội nghị nhấn mạnh, trong quý 3 năm 2024, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang quân khu được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, sát thực tiễn nhiệm vụ. Các cơ quan đơn vị đã thực hiện tốt công tác giáo dục, chính trị tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức thành công Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang quân khu giai đoạn 2019-2024. Lực lượng vũ trang quân khu tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và để lại những tình cảm sâu sắc đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn. Tại hội nghị, các ý kiến thảo luận đã tập trung phân tích, làm rõ những ưu điểm, hạn chế, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chính ủy Quân khu yêu cầu, trong quý 4 năm 2024, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang quân khu thực hiện tốt công tác quản lý tốt đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò việc nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ, đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ chỉ huy và nhân viên chuyên môn kỹ thuật, đồng chí Đại tá Đào Toàn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự chỉ đạo lớp tập huấn. Trong thời gian tập huấn, các học viên được nghiên cứu, tiếp thu các nội dung, khái quát một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Quốc phòng về công tác an toàn vệ sinh lao động, hướng dẫn nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động, một số kỹ thuật an toàn điện, an toàn khi làm nhiệm vụ trên cao, kỹ thuật an toàn phòng chống sét, các công trình quân sự, một số quy định an toàn trong vận chuyển, khai thác, sử dụng, xử lý vũ khí, đạn dược, công tác đăng ký, kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nhiệm vụ nghiêm ngặt về an toàn lao động, một số kiến thức chung về phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát nạn khi gặp sự cố về cháy nổ và sử dụng trang thiết bị phòng cháy chữa cháy hiện có. Đợt tập huấn đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp của cán bộ nhân viên chiến sĩ về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng ngừa tai nạn rủi ro trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong lao động sản xuất. Vừa qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Lý Thị Bèn tại thôn 17 xã Lang Quán, huyện Yên Sơn. Đại tá Vũ Phú Dũng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Sơn, đại diện cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân thôn 17 xã Lang Quán dự lễ bàn giao. Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12. Gia đình bà Lý Thị Bèn thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bản thân mất khả năng lao động, nuôi mẹ già, nhà ở của gia đình đã xuống cấp, bị dồn nát. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 2 hỗ trợ một phần kinh phí và động viên gia đình, người thân cùng chung tay xây dựng ngôi nhà mới cho bà Lý Thị Bèn. Sau hơn 3 tháng xây dựng, ngôi nhà đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng với diện tích 140m², tổng giá trị 340 triệu đồng, trong đó quân khu hỗ trợ là 50 triệu đồng. Trong quá trình xây dựng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Sơn tổ chức huy động cán bộ, nhân viên và lực lượng dân quân xã Lang Quán cùng các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức lao động, giúp đỡ gia đình. Việc tham gia xây nhà đại đoàn kết nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, giúp gia đình bà Bèn có nơi ở ổn định, vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2025, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Hàm Yên đã tổ chức khám sơ tuyển cho thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Do làm tốt công tác tuyên truyền nên 100% số thanh niên được gọi đã tham gia khám sơ tuyển. Tại xã Yên Phú, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã đã tổ chức phát lệnh gọi khám tuyển cho công dân trên địa bàn trước 7 ngày để các công dân có thời gian chuẩn bị, bố trí sắp xếp công việc. Ban Chỉ huy Quân sự xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội
đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự sâu rộng trong nhân dân. Do đó, 100% công dân có lệnh gọi khám sơ tuyển đã có mặt để khám. Với sự quyết tâm của các ủy chính quyền, ban tổ chức xã thì chúng tôi sẽ thực hiện việc là khám tuyển một cách đảm bảo theo đúng chỉ đạo cấp trên và đảm bảo tỷ lệ theo kế hoạch chỉ tiêu huyện giao để thực hiện có đủ quân số, đảm bảo về chất lượng, đủ phẩm chất, năng lực và sẵn sàng để nhập ngũ năm 2025. Để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển quân năm 2025, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Hàm Yên đã chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các xã, thị trấn nắm chắc nguồn, số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các thanh niên nhận thức rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của bản thân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, huyện Hàm Yên đã phát lệnh gọi cho trên 1.200 thanh niên. Công tác tuyển quân năm 2025 này thì nó có điểm mới là quá trình khám sơ tuyển là khám thêm cả cái vấn đề là tim mạch, huyết áp, chỉ số BMI, rồi khám chuyên khoa về mắt. Trong quá trình triển khai thì chúng tôi cơ bản là chúng tôi hoàn thành được các cái tiến độ cũng như là bảo đảm được cái chỉ tiêu quân số sẵn sàng cho cái nguồn nhập ngũ năm 2025. Sau khi hoàn thành khám sơ tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Hàm Yên sẽ tiếp tục sàng lọc các thanh niên có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa và sức khỏe để tổ chức khám tuyển theo quy định. Với phương châm khám tuyển công dân nào, chắc công dân đó, và bằng các giải pháp cụ thể của huyện Hàm Yên sẽ hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2025. Thưa quý vị và các đồng chí, nằm ở phía bắc của tỉnh Tuyên Quang, huyện Na Hàng có vị trí chiến lược quan trọng trong thế trận khu vực phòng thủ của tỉnh. Dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, vừa qua huyện Na Hàng đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2024. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Na Hàng năm 2024 được thực hiện theo đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2024, Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự huyện Na Hàng đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị. Cũng để chuẩn bị tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện Na Hàng năm 2024, thì Ban chỉ huy quân sự huyện Na Hàng chúng tôi đã phát huy tốt cái vai trò tham mưu cho huyện ủy, ủy ban dân huyện làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi công tác bảo đảm để cho diễn tập, đặc biệt là công tác chuẩn bị về văn kiện diễn tập phần cơ chế, công tác xây dựng hệ thống cơm hầm hào và huấn luyện đại đội dự bị động viên, đặc biệt là phần thực binh với hình thức là đại đội bộ binh đánh địch đội bộ đồng không. Điều ghi nhận trong diễn tập phần cơ chế đó là huyện Na Hàng đã thực hành diễn tập theo đúng thứ tự, nội dung diễn tập thể hiện rõ cơ chế đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban ngành đoàn thể làm tham mưu, trong đó cơ quan quân sự, công an làm nòng cốt, xử lý các tình huống trong khu vực phòng thủ đúng quan điểm, đường lối, nguyên tắc lãnh đạo của đảng, vận dụng sát với đặc điểm thực tế địa phương. Trong thực binh bắn chiến đấu đại đội dự bị động viên của huyện đánh địch đổ bộ đường không trên địa hình rừng núi, các lực lượng đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, điều kiện thời tiết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, thực hành chiến đấu đúng thời cơ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Na Hàng năm 2024 đã thực hiện theo đúng phương châm, thiết thực, hiệu quả, bí mật, an toàn và được Ban chỉ đạo đánh giá đạt kết quả xuất sắc. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ của Na Hàng năm nay thì Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh chỉ đạo đổi mới cả nội dung và phương pháp. Chúng tôi đánh giá rất là cao cái sự sáng tạo của các ông chí trong khung tập, đặc biệt là cái vận hành cơ chế lãnh đạo, đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các cơ quan ban ngành làm tham mưu, trong đó thì quân sự, công an là nòng cốt. Trong từng hội nghị thì các ông chí ở các cái cơ quan căn cứ chức năng nhiệm vụ và cái tình huống thì các ông chí đã đề xuất rất nhiều cái biện pháp, giải pháp trong các cái tình huống của từng cái giai đoạn
chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương sang thời chiến, thì đề xuất rất là sát với tình hình thực tiễn của địa phương. Phần thực binh ấy, thì năm nay thì đối với Na Hàng, các ông chí đổi mới hình thức cái đại đội bộ binh đánh địch đổ bộ đường không, đây là một cái hình thức đối với Na Hàng năm nay các ông chí mới làm, còn trước đây thì chủ yếu các hình thức khác. Các ông chí đã vận dụng rất là sáng tạo, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng và đơn vị, thì khi sau khi diễn tập thì bảo đảm an toàn tuyệt đối, chúng tôi đánh giá rất là cao. Thông qua cuộc diễn tập đã củng cố được lòng tin của nhân dân và sự nghiệp đổi mới của Đảng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, rèn luyện và nâng cao trình độ hiệp đồng của lực lượng vũ trang với các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng an ninh ở địa phương. Sau cuộc diễn tập của huyện Na Hàng, thì bản thân đã làm chủ vũ khí và sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có lệnh gọi. Với vai trò chức năng nhiệm vụ của cơ quan quân sự huyện, thì chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho huyện ủy, ủy ban dân huyện lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, đặc biệt là quan tâm chăm lo xây dựng các cái tiềm lực trong khu vực thủ của huyện, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh. Với kết quả đã đạt được trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2024 sẽ là cơ sở để huyện Na Hàng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ công tác quốc phòng an ninh ở địa phương, nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương ngày càng phát triển. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chuyên mục quốc phòng toàn dân Tuyên Quang kỳ này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí.